sắc xuân ngập tràn trên đảo Lý Sơn. Tết đã hiện hữu trên từng ngõ nhỏ, từng ngôi nhà người dân trên đảo. Không khí đón Tết của người dân nơi đảo xa rộn ràng, vui tươi. Năm mới với nhiều niềm tin, khát vọng, trong sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, người dân Lý Sơn kỳ vọng năm mới kinh tế sẽ tiếp tục phát triển, đời sống người dân ngày càng no đủ. Quảng trường rất là chích in rất nhiều điểm để mà thứ nhất là bà con đến mà vui xuân trong những ngày Tết. Thì mong rằng trong năm 2024 bà con rất là phấn khởi để mà năm Giáp Thìn có thể là phát triển hơn để mà thu nhập về kinh tế. Tất cả là sẽ được như ý nguyện của bà con nhân dân. Đón xuân Giáp Thìn, người dân trên đảo vui mừng phấn khởi hơn vì cuộc sống đã đổi thay. Mức sống, mức thụ hưởng được nâng lên. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Văn hóa xã hội có những bước phát triển mới. Một mùa xuân mới đang về với những kỳ vọng về sự thay đổi trên khắp quê hương hải đội Hoàng Sa, Bắc Hải. Tỏi, cây trồng chủ lực của nông dân huyện đảo, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả. Tỏi được chế biến ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao như tỏi đen, rượu tỏi, bột tỏi, cao tỏi đen, tỏi ngâm mật ong. Mô hình liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ tỏi Lý Sơn được hình thành, mở ra hướng làm kinh tế bền vững từ cây tỏi, nâng cao thu nhập cho người dân. Công ty cổ phần Dori, một doanh nghiệp trên đảo tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ với các doanh nghiệp lớn. Từ khi hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ, thì sản phẩm của Dori đưa ra thị trường năm sau luôn cao hơn năm trước từ 30% đến 50%. Riêng năm 2023, tăng đến 200%. Liên kết nó sẽ góp phần gia tăng cái giá trị của sản phẩm cũng như đảm bảo cái việc đầu ra cho sản phẩm trồng sau trồng trọt nó được đảm bảo hơn. Cái giá trị tạo ra cho người nông dân nó cũng sẽ được cao hơn. Và trên hết thì cái giá trị và thương hiệu của tỏi Lý Sơn trên thị trường cũng sẽ được nâng cao. Thì chúng tôi rất là kỳ vọng trong tương lai thì sẽ có nhiều doanh nghiệp, nhiều tập đoàn như thế này về làm việc với Lý Sơn hơn nữa, thậm chí là những doanh nghiệp xuất khẩu, để cái vấn đề liên kết chuỗi, cái vấn đề được mùa mất giá nó gần như nó được giải quyết một cách tốt hơn. Lĩnh vực dịch vụ du lịch của huyện đảo Lý Sơn đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch biển đảo của tỉnh Quảng Ngãi. Từ các nguồn lực khác nhau, Lý Sơn đã được đầu tư nguồn lực rất lớn để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch. Hiện có trên 130 khách sạn, nhà nghỉ, homestay đáp ứng nhu cầu của du khách đến với Lý Sơn. Công tác quảng bá xúc tiến du lịch được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội, thông qua chuỗi sự kiện văn hóa thể thao kích cầu du lịch được tổ chức tại đảo. Năm 2023, huyện đảo đón 170.000 lượt khách du lịch, tăng 126% so với năm 2022. Dịch vụ du lịch đã tạo việc làm và thu nhập cho hơn 7.000 lao động. Du lịch Lý Sơn liên tục làm mới mình với nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, mới lạ. Đội ngũ làm du lịch từng bước chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ nâng cao hướng đến du lịch văn minh. Không ngừng về đào tạo cho các đội ngũ cán bộ nhân viên từ cấp quản lý đến nhân viên để có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Và trong năm Tết Giáp Thìn và năm 2024 thì khách sạn Mường Thanh Lý Sơn kỳ vọng là bên sẽ có một mùa du lịch bùng nổ và tăng trưởng hơn năm 2023 là gấp đôi hoặc gấp ba. Tận dụng tối đa sự hỗ trợ của cấp trên, phát huy có hiệu quả nguồn lực xã hội cùng các quyết sách đúng, kinh tế Lý Sơn đã có những bước phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng gần 5% so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng trên một người một năm. Văn hóa xã hội có những bước phát triển mới. Kinh tế trên đảo chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng dần tỷ trọng thương mại dịch vụ, theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 7 đã đề ra. Với tiềm năng thế mạnh riêng có, Lý Sơn được Trung ương định hướng phát triển thành trung tâm du lịch biển đảo. Từng bước hiện thực hóa chủ trương này, Lý Sơn đang tích cực mời gọi nhà đầu tư có tầm chiến lược để thực hiện quy hoạch, đầu tư bài bản cho hạ tầng du lịch từ sân bay, bến cảng, các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư có cái tầm, có tâm và cũng có đúng cái chuyên môn để làm sao mà phù hợp với quy hoạch để phát triển Lý Sơn theo đúng cái định hướng.
Thứ hai là đối với Lý Sơn thì sau khi cái quy hoạch bài bản rồi và thu hút các cái nhà đầu tư thì cái việc mà Lý Sơn đang thực hiện tiếp theo là chúng tôi đang xây dựng cái đề án để phát triển Lý Sơn thành đô thị. Thì đây là một cái việc cũng rất nhiều nhiệm kỳ đã đặt ra, nhưng mà trong cái cơ hội của cái nghị quyết 6 thì cũng là một cái nhiệm vụ để Lý Sơn là thực hiện để làm sao cho nó đồng bộ cái việc phát triển trong thời gian tới cho cái nghị quyết 26. Thứ ba là chúng tôi cứ giữ gìn các cái nét văn hóa của Lý Sơn, và ngoài ra là cũng nâng cao một số cái dịch vụ sẽ nâng cao lên, và cái một các cái danh lam thắng cảnh thì còn những cái văn hóa lịch sử, thì trong cái đề án mà cũng đảm bảo cái nội dung này để làm sao Lý Sơn trong thời gian tới việc thực hiện nghị quyết 6 và phát triển Lý Sơn theo đúng định hướng thì chúng tôi sẽ bám ở đó theo lộ trình để thực hiện. Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia. Đây là tiền đề, cơ hội lớn để Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước trong tương lai.